À, chào quý vị và các bạn nghe, mời cả nhà mình cùng hôm nay mình ăn bánh mì. Đây. Đi ăn bánh mì nè. Cái bánh mì ở Tết Xịt nó bán này nha. Tết Xịt. Trong nè gồm có này nha, mình trở trở lại cho mọi người coi thấy thèm luôn đó. Chảy nước miếng miếng nè, có ai chảy nước miếng nè đó. Bánh mì rồi cùng đi ăn nè. Ngon lắm á, bánh mì ngon lắm á, thấy không nè, bơ bọng đồ đầy đủ luôn á nha, rau cải đầy đủ luôn. Ok, mời cả nhà mình cùng đi ăn nha.